Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Việt Nam giúp Lào xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và giám sát tài nguyên môi trường. Lần đầu tiên những bộ áo dài xưa của cố đô Huế được giới thiệu và trưng bày trong không gian nghệ thuật đương đại tại Hà Nội. Du lịch Việt Nam 2015 với chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề là Người Việt Nam du lịch Việt Nam, mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào chiều ngày 15 tháng 1 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổng kết một năm thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản, phục vụ quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội và giám sát tài nguyên môi trường Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Chính phủ Việt Nam viện trợ. Dự án được triển khai từ năm 2014 đến năm 2016, có tổng kinh phí là 176 tỷ đồng. Nhằm giúp Cục Bản đồ Quốc gia Bộ Nội vụ Lào xây dựng bản đồ khu vực Trung và Bắc Lào với tỷ lệ là 1/50.000 phục vụ quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội và giám sát tài nguyên môi trường. Trong năm 2014, thì hai bên đã phối hợp thu thập thông tin ngoài thuộc địa, điều vẽ ngoại nghiệp tại 4 tỉnh là Viêng Chăn, Luông Pha Bang, Siêng Khoảng và Xây Nhạ Bu Ly. Quá trình thi công ngoài thực địa đảm bảo kế hoạch đề ra và đảm bảo an toàn trong toàn bộ quá trình triển khai. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để các hạng mục công việc của dự án được triển khai theo tiến độ kế hoạch đã đề ra, để đến năm 2016 sẽ kết thúc toàn bộ dự án. Tại lễ tổng kết, thì hai bên đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của dự án đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng đối với Lào. Cũng trong ngày 15 tháng 1, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã tiếp đoàn đại biểu thành phố Osaka, Nhật Bản do ông Seiko Tanaka, Phó Thị trưởng thành phố dẫn đầu đến chào xã giao và trao đổi các cơ hội hợp tác giữa thành phố Osaka và thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đánh giá cao các hợp tác về kinh tế, giáo dục của rất nhiều doanh nghiệp Osaka đến thành phố Hồ Chí Minh. Trong 10 năm qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương còn thể hiện qua việc hai thành phố tổ chức nhiều cuộc đối thoại chính sách, cấp thị trường, đã tạo nhiều cơ hội cho việc hợp tác giữa hai bên. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng cho rằng, việc lãnh đạo thành phố Osaka tổ chức đoàn công tác với nhiều thành phần đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Việt Nam lần này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố Osaka với Việt Nam nói chung và với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Chủ tịch Lê Hoàng Quân tin tưởng, chuyến thăm của đoàn đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai địa phương, góp phần nâng cao mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Phó thị trưởng Seigo Tanaka cho biết, Nhật Bản rất quan tâm đến Việt Nam. Điều này được thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có thành phố Osaka, hiện đang quan tâm tìm hiểu môi trường và điều kiện đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, kinh tế, giáo dục. Chia sẻ một số thế mạnh của thành phố Osaka, ông Seigo Tanaka cho rằng, giữa Osaka và thành phố Hồ Chí Minh có thể hợp tác chia sẻ trong một số lĩnh vực như phát triển các dự án hạ tầng. Ông Seigo Tanaka quan tâm đề cập đến đề án xây dựng trung tâm thương mại dưới lòng đất tại trạm metro, khu vực chợ Bến Thành. Dự án này sẽ tạo ra sự hài hòa giữa không gian mua sắm và khu vực dành cho người đi bộ tại nhà ga metro Bến Thành. Ông Seigo Tanaka khẳng định sự hợp tác của Osaka trong dự án này sẽ tạo nên điểm nhấn về một không gian đô thị hiện đại dưới lòng đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 16 tháng 1, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức ký kết hợp tác hữu nghị giữa địa phương với thành phố Eindhoven của Vương quốc Hà Lan. Theo nội dung ký kết, thì hai địa phương sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như là quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị, phát triển kinh tế, khoa học, y tế và giáo dục. Trước mắt, thì hai bên sẽ ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuỗi giá trị cung ứng. Tại buổi lễ, thì lãnh đạo của hai địa phương khẳng định đây là dấu mốc quan trọng để hợp tác giữa hai bên mạnh mẽ hơn nữa và không chỉ dừng lại ở con số 678 triệu đô la Mỹ của 20 dự án Hà Lan đang hoạt động tại Bình Dương. Eindhoven cũng là thành phố lớn thứ tư mà tỉnh Bình Dương ký kết hợp tác.
Tiếp nối các hoạt động từ thiện về nguồn thì tuần này, Hội Ái hữu người Việt Nam tại Nouvelle-Caledonia hay còn gọi là Tân Thế Giới đã bàn giao thêm 2 nhà chuyển đổi công năng để phục vụ điều trị cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tại làng Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội. Lễ bàn giao có sự tham dự của đại diện Hội Ái hữu người Việt tại Tân Thế Giới, đại diện Ban Giám đốc làng Hòa Bình cùng các thành viên các ban liên lạc tại Việt Kiều Tân Đảo, Tân Thế Giới sống tại Việt Nam. Các công trình được hoàn thiện và bàn giao lần này có tổng chi phí khoảng 110 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này là do bà con Hội Áo Hữu và các Phật tử tại Hội Phật giáo Tân Thế Giới sinh hoạt tại chùa Nam Hải Phổ Đà đóng góp. Làng Hòa Bình là nơi theo dõi điều trị bệnh cho khoảng 120 trẻ em nạn nhân da cam và các dạng khuyết tật khác khắp miền Bắc. Nhu cầu nội trú thường xuyên của các trẻ ở đây lên tới 70 em. Nắm bắt nhu cầu đó, trong những chuyến về nước khảo sát, các nhà hảo tâm người Việt tại Tân Thế Giới đã 2 lần đóng góp xây dựng, sửa chữa và cải tạo trực tiếp các công trình tại đây, góp phần để các em có được không gian rộng rãi và tiện nghi hơn. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt Bốn Phương của Đài Truyền Việt Nam. Xin được tiếp tục bản tin với một số thông tin đáng chú ý khác. Trong chuyến công tác đến các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, thì đoàn công tác vùng 4 Hải quân đã có buổi gặp mặt, thăm hỏi và trao quà Tết cho các chiến sĩ đang công tác và làm nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca. Những năm qua, thì nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, đời sống của cán bộ chiến sĩ trên đảo Sơn Ca thuộc huyện đảo Trường Sa đã được cải thiện. Hệ thống chiếu sáng, cung cấp nước ngọt, y tế được phát triển đồng bộ, đảm bảo tốt cho đời sống sinh hoạt trên đảo. Qua đó thì giúp các chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Dịp này thì các phần quà gửi đến cán bộ chiến sĩ trên đảo gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như là hoa mai hay là câu đối, thể hiện tình cảm của đất liền hướng về Trường Sa. Những món quà hết sức ý nghĩa được trao tặng với mong muốn giúp cho cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca chuẩn bị đón Tết Ất Mùi 2015 đầy đủ, ấm cúng và tràn đầy niềm vui. Các nghệ sĩ múa thuộc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam thì sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự lễ diễu hành và biểu diễn trên đường phố mang tên là Chi Ngây, tổ chức tại Singapore từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 tới. Trong chương trình kéo dài khoảng 2 giờ thì 3.000 người dân Singapore trong trang phục truyền thống của các dân tộc sẽ tham gia diễu hành và 11.000 nghệ sĩ không chuyên và chuyên nghiệp sẽ biểu diễn trên đường phố, trong đó có khoảng 1.000 nghệ sĩ nước ngoài. 19 đoàn nghệ sĩ đến từ 15 nước và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Đại Tây Dương sẽ tham dự Chi Ngây 2015 để giới thiệu với người dân đảo Quốc Sư Tử những nét đặc trưng văn hóa của mình và thể hiện những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới người dân Singapore nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc Khánh Singapore. Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh, đó là tên của triển lãm lần đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu những bộ áo dài xưa của cố đô Huế trưng bày trong không gian nghệ thuật đương đại hiện đang diễn ra tại Viện Goethe của Hà Nội. Triển lãm đã dẫn dắt người xem vào thế giới của những bộ áo dài lễ phục cổ, đồng thời giúp khám phá những ẩn dụ sau từng hình ảnh sắp đặt. Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh là cuộc trở về của 12 chiếc áo dài xưa có số phận đặc biệt về với cội nguồn. Cũng là cuộc trở về xuyên thời gian của quá khứ tới hiện tại. Ở cuộc trở về này, những chiếc áo dài xưa từ cố đô Huế lại được đặt trong không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện cùng sàn nhà được xếp lại từ hàng trăm chiếc đòn gánh bằng tre. Điều này đã phá vỡ quan niệm về những cổ vật phải được trưng bày trong bảo tàng. Tôi muốn tạo ra một cuộc đối thoại văn hóa giữa người với người, như người tỷ nữ 95 tuổi cuối cùng còn sống của Hoàng hậu và một cô sinh viên 19 tuổi. Đối với tôi, mối liên hệ với lịch sử là hỏi người dân hiện nay họ nghĩ gì về quá khứ. Nếu chúng ta không biết về quá khứ, ta không thể chuẩn bị tốt cho tương lai. Những y áo đời thường của người xưa trong cung đình đã mặc được trưng bày trong bối cảnh không gian và âm thanh hiện đại với 8 màn hình video là 8 nhân vật không quen biết đã đặt người xem đối diện với những cuộc đối thoại về thời gian, về ý nghĩa của áo dài với cuộc sống của họ, giữa quá khứ, lịch sử với hiện tại. Một vẻ đẹp có một cái gì đó Việt Nam quý giá so với những cái gia tài di sản khác của Tây Phương. Và tôi nghĩ là đây là một niềm tự hào của tôi, của Việt Nam. Cho dù trăm năm đã qua đi, mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng sự sáng tạo và vẻ đẹp của những bộ xiêm y này vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày nay.
Tháng 6 tới đây thì thanh tra Corrado Cattini, nhân vật chính trong bộ phim Bạch Tuộc kinh điển của Italia sẽ đến Việt Nam. Đó là thông tin chính thức từ buổi hội thảo về hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Italia vừa được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 tại thủ đô Rome. Corrado Cattini đã từng chinh phục hàng chục triệu khán giả truyền hình trên thế giới, trong đó có khán giả Việt Nam, bằng cuộc chiến gần như đơn độc chống lại các băng đảng mafia trong series phim truyền hình Bạch Tuộc của Italy những năm 1980. Diễn viên Michel Placido, người thủ vai Corrado Cattini sau đó, đã trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng Italy trên thế giới, khẳng định ông sẽ tới Việt Nam trong chuỗi các sự kiện văn hóa thời trang và điện ảnh Italy vào tháng 6 này tại Hà Nội. Với vai trò một đạo diễn thành công của điện ảnh Italy, Placido sẽ mang đến Việt Nam một bộ phim ngắn mà ông đang dự định sản xuất. Ông không tiết lộ chi tiết về nội dung bộ phim này, nhưng Placido nói ông sẽ mời một diễn viên người Mỹ nổi tiếng là bạn của ông tham gia phim, và đặc biệt là trong phim cũng sẽ có sự diễn xuất của một số diễn viên Việt Nam. Như vậy, với những thế hệ khán giả Việt Nam một thời say mê sự quyết đoán và dũng cảm của Cattini trong cuộc đương đầu của ông với mafia, sẽ lần đầu tiên có cơ hội được tiếp xúc với người hùng của mình. Danh sách chính thức các phim tranh giải Gấu Vàng dành cho phim xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Berlin năm nay có một điều đặc biệt. Đó là lần đầu tiên Việt Nam có tác phẩm điện ảnh tham gia tranh giải Liên hoan phim danh giá nhất của Đức và là một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới bên cạnh Liên hoan phim Cannes của Pháp và Liên hoan Venice của Ý. Trong số 8 bộ phim là ứng viên cho giải thưởng này thì có phim Cha và Con, tên tiếng Anh là Big Father, Small Father and Other Stories của đạo diễn Phan Đăng Di. Đây là tác phẩm thứ 2 của đạo diễn này sau tác phẩm Bi Đừng Sợ. Là dự án phim độc lập lấy bối cảnh ở cuối thập niên 1990 ở thành phố Hồ Chí Minh, Cha và Con là một bộ phim trừu tượng, thế nhưng vẫn được đánh giá giản dị và hài hước. Danh sách tranh giải Gấu Vàng năm nay còn có các bộ phim như là Body của Ba Lan, Queen of Dessert của Mỹ, Taxi của Iran hay là Victoria của Đức. Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 65 này sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 15 tháng 2 tới đây. Vài năm trở lại đây thì chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề là Người Việt Nam du lịch Việt Nam, mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc được triển khai đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của các doanh nghiệp lữ hành. Đến nay thì theo các đơn vị lữ hành du lịch thì lượng khách nội địa tăng mạnh so với những năm trước đây. Tuy nhiên từ chương trình kích cầu này cũng đang cho thấy bài toán phát triển ngành du lịch nước ta đang cần đến một chương trình hành động cụ thể hơn. Thực hiện nhiều hình thức khuyến mại, đưa ra các mức giá rẻ, hấp dẫn đối với các tour du lịch trong nước, thực hiện hỗ trợ vé đối với khách hàng đi máy bay, hỗ trợ chi phí vận chuyển đối với tour đường bộ. Các doanh nghiệp du lịch đang kỳ vọng năm 2015, đặc biệt là trong dịp Tết Ất Mùi, tăng trưởng khách nội địa sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm 2012-2013. Nhân cái chương trình kích cầu này thì một số các cái địa phương mà mới hoặc là cái địa phương mà chưa phát triển thì sẽ có cái cơ hội để được giảm tải cho các cái tuyến mà truyền thống. Những năm gần đây, nhờ việc các đơn vị lữ hành thực hiện giảm giá tour nhưng vẫn giữ chất lượng sản phẩm du lịch. Cùng với đó, với việc nhiều địa phương tăng cường công tác an ninh, kiểm soát giá cả, nên du khách trong nước đã yên tâm khi lựa chọn các tour du lịch trong nước nhiều hơn thay vì đặt tour đi nước ngoài. Chính phủ ra cái chỉ thị 18 về cái việc đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch, rồi thành lập các đường dây nóng, rồi tạo ra các trung tâm hỗ trợ du khách ở các địa phương. Điển hình có thể thấy là một loạt các cái điểm đến chúng ta trước đây được báo chí nhắc đến thì hiện nay đã được cải thiện rất nhiều, ví dụ như Sầm Sơn, Thanh Hóa, ví dụ như Bà Rịa Vũng Tàu hay ngay cả thủ đô Hà Nội, một số điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện rất là nhiều. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng, cho nên một mình ngành du lịch không làm được, huống chi là chỉ là các doanh nghiệp thì chỉ có thể giải quyết được một phần, và mong rằng các cơ quan nhà nước rồi là các đặc biệt các chính quyền địa phương hãy thực sự vào cuộc hợp tác với các doanh nghiệp du lịch để thúc đẩy hoạt động du lịch. Ai cũng biết thắng cảnh nước ta không thua kém các quốc gia có ngành kinh tế du lịch phát triển, và du lịch có thể đem lại nguồn lợi rất lớn cho đất nước. Nhưng có một sự thật đã được nói đến rất nhiều, đó là sự thiếu quyết tâm, thiếu liên kết trong làm du lịch, đặc biệt là sự thiếu đa dạng trong sản phẩm phục vụ du khách. Khắc phục các yếu kém này thì một mình chương trình kích cầu du lịch là chưa đủ, mà đang cần đến một chương trình hành động tổng thể từ phía doanh nghiệp và chính quyền các địa phương trong phát triển ngành du lịch.
Thông tin vừa rồi thì đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương hôm nay của Đài Truyền Việt Nam. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.